Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Vân Nam và quay trở lại với showroom của Mercedes-Benz Hasako. Như thường lệ thì mỗi đầu tháng Trương Vân Nam sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những cái mẫu xe mới nhất ở trong showroom. Thì hôm nay Trương Vân Nam sẽ báo giá cho quý vị tất cả những cái mẫu xe đang có sẵn ở trong showroom của Mercedes-Benz Hasako, cũng như là những cái tính năng vừa được cập nhật mới nhất của các dòng xe Mercedes-Benz. Nào, chúng ta hãy cùng đi đến hết video này nhé. Để mở màn cho buổi báo giá ngày hôm nay thì bên cạnh tôi đây, đó là một chiếc xe cực kỳ hot, đó là mẫu C300 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Vì sao nó hot đến vậy? Bởi vì là chỉ có hơn 130 chiếc được nhập khẩu về thôi. Sau lô này sẽ là những chiếc xe lắp ráp, C300 lắp ráp, C200 Plus lắp ráp và C200 cũng được lắp ráp luôn. Và giá nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Chiếc xe C300 được nhập khẩu nguyên chiếc này đang có giá là 2.399.000 đồng. Có những cái màu xe đó là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu xám. Nội thất sẽ có hai màu, một là màu đen, hai là màu nâu. Nào, chúng ta cùng vào trong xe để tìm hiểu xem mẫu xe này về nội thất đẹp đến mức nào nhé. Thật may khi hôm nay ở đây chúng tôi có thêm một chiếc GLS 450 Formatic đã được độ theo phong cách Maybach. Chiếc xe này là màu rất là đặc biệt, đó là màu Emerald Green, nội thất bên trong màu đen. Chiếc xe này đã được bán cho một anh khách ở Thái Nguyên và anh khách hàng này rất là chịu chơi khi đã bỏ ra đến hơn nửa tỷ đồng để có thêm cái bộ độ body kit cũng như là phong cách bên ngoài rất giống với xe GLS Maybach. Ở đây chúng ta có thể thấy đó là phần cản trước được độ theo phong cách cực kỳ đẹp mắt là của Maybach luôn, cũng như là mặt ga lăng cũng đã được theo phong cách của Maybach rồi. Cùng di chuyển sang bên này, chúng ta có thể thấy la răng cũng đã được thay đổi theo kích thước là 22 inch, đặc trưng của dòng xe Maybach. Cột B cũng đã được mạ chrome và điểm đặc biệt nhất là ở đây, bạn thấy đấy, bậc lên xuống điện này cực kỳ tiện dụng khi các bạn lên xuống xe. Ở phía sau này chúng ta có logo của Maybach đương nhiên rồi. Cùng di chuyển sang phía sau, thật ra nếu như mà nhìn ở phía sau này mà không có dòng chữ GLS 450 này thì không ai biết đây là chiếc GLS 450 hay là GLS Maybach, bởi vì là phía đằng sau đã được thay đổi hoàn toàn phần cản sau cũng như là ốp hai ống xả được thay đổi hoàn toàn, cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ bề thế. Chiếc xe này hiện tại đang có giá là 5.139.000 đồng cùng với gói độ hơn nửa tỷ đồng nữa. Đấy, anh khách hàng cực kỳ chịu chơi, các bạn thấy chiếc xe này như thế nào hãy comment ở phía dưới nhé. Tiếp theo bên cạnh tôi đây là chiếc E180, là em út trong dòng E-Class. Đây là phiên bản V1, là phiên bản vừa được Mercedes-Benz Việt Nam nâng cấp. Và xe này đã được nâng cấp, thứ nhất là về cửa hít, thứ hai là về rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai, thứ ba nữa là hệ thống cốp điện, và đặc biệt nhất đó là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Chiếc E180 này hiện tại có những cái màu sắc như sau: màu trắng, màu đen và màu đỏ. Nội thất sẽ có hai màu là màu đen và màu nâu. Chiếc E180 phiên bản mới này hiện tại đang có giá là 2.099.000 đồng. Nào, cùng di chuyển đến với chiếc E200 Exclusive, là người anh của chiếc E180. Chiếc E200 Exclusive này cũng được rất là ưu ái khi được nâng cấp rất nhiều option, đó là hệ thống camera 360, hệ thống loa Boommaster 13 loa, cũng như là hệ thống sạc không dây, đá cốp và đặc biệt đó là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Chiếc E200 Exclusive này cũng được trang bị những cái màu, đó là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Ngoài ra nội thất có hai màu, màu đen và màu nâu. Chiếc E200 Exclusive này hiện tại đang có giá niêm yết là 2.470.000 đồng. Tiếp theo chúng ta cùng di chuyển đến chiếc E300, cũng là bản V1 được nâng cấp. Chiếc E300 này là anh cả trong đại gia đình E-Class, được trang bị gần như là full option rồi. Bây giờ chỉ thêm một số option đáng tiền nữa thôi, đó là hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió và hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Chiếc E300 phiên bản mới này hiện tại đang có giá niêm yết là 3.129.000 đồng. Vẫn có những cái màu, đó là màu trắng, màu đen, màu đỏ. Và nội thất sẽ là hai màu, một là màu đen, hai là màu nâu, nhưng mà là nâu da bò. Tiếp theo bên cạnh tôi đây là chiếc GLB200 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico. GLB200 này thì được trang bị rất là nhiều màu bởi vì là bản nhập khẩu. Đó là những màu trắng, đen, đỏ, xanh, xám và bạc.
thì ở bên cạnh tôi đây là một màu cực kỳ đặc biệt, đó là màu denim blue. Chiếc GLB 200 này hiện tại đang có giá niêm yết là 2.069.000.000 đồng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico. Chúng ta cùng di chuyển đến với dòng GLC. Như các bạn đã biết thì dòng GLC luôn luôn là một dòng xe cực kỳ hot kể từ khi ra mắt đến nay, là một dòng xe luôn luôn làm khách hàng phải ký chờ. Thì bên cạnh tôi đây là chiếc GLC 200 phiên bản mới nhất, phiên bản V1. Chiếc GLC 200 này đã được nâng cấp những option như sau, đó là hệ thống đèn viền 64 màu, có thể thay đổi 64 màu khác nhau. Ngoài ra thì đã được trang bị thêm hệ thống là ốp bậc lên xuống có dòng chữ Mercedes-Benz phát sáng cực kỳ tinh tế. Chiếc GLC 200 này đang có những màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh và màu xám, cùng với hai màu nội thất tùy chọn, đó là màu đen hoặc là màu be. Chiếc GLC 200 phiên bản V1 mới nhất này hiện tại đang có giá niêm yết là 1.859.000.000 đồng. Tiếp theo chúng ta cùng di chuyển đến với chiếc GLC 200 4MATIC thay thế cho bản GLC 250 trước đây. Chiếc GLC 200 4MATIC này cũng đã được Mercedes-Benz Việt Nam nâng cấp một số những option, đó là hệ thống la răng hoàn toàn mới được thiết kế cực kỳ bắt mắt với la răng 19 inch đa chấu kép. Ngoài ra thì ở bên trong nội thất sẽ được trang bị hệ thống ghế da cũng như là ốp gỗ mới, hệ thống chìa khóa thông minh keyless go hay là hệ thống đa cốp, các bạn có thể thấy ở đây nó cực kỳ tiện lợi. Chìa khóa ở lại gần xe và bạn chỉ cần đá vào cái khoảng không này thôi. Đó, cực kỳ tiện lợi. Đó là tất cả những cái tính năng được nâng cấp ở trên chiếc GLC 200 4MATIC này. Ok. Tôi đang ngồi trên chiếc xe GLC 300 là người Anh cả trong dòng GLC được lắp ráp tại Việt Nam. Thì phiên bản GLC 300 phiên bản V1 này cũng được Mercedes-Benz Việt Nam trang bị thêm gói nội thất bên trong là AMG. Các bạn có thể thấy vô lăng được bọc da Nappa và là vô lăng VAT cũng như là gói nội thất AMG cực kỳ tinh tế, cực kỳ đẹp mắt. Ngoài ra xe cũng được trang bị thêm là hệ thống treo thể thao cho phù hợp với phong cách AMG của chiếc xe này. Ở bên ngoài thì sẽ là được trang bị hệ thống đá cốp. Đây, các bạn có thể thấy với một chiếc chìa khóa này thôi, các bạn có thể đá cốp, đá vào khoảng không ở dưới này. Có thể đóng hoặc mở, cực kỳ tiện lợi. Chiếc GLC 300 này hiện tại đang có giá niêm yết là 2.569.000.000 đồng, cực kỳ hot và được trang bị màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu xám. Còn nội thất sẽ được thay đổi, đó là màu đen và màu nội thất nâu da bò, cực kỳ đẹp mắt. Để kết thúc video báo giá của ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn một siêu phẩm mà được rất nhiều các khách hàng đang chờ đón, đó là chiếc GLS 450. Chiếc GLS 450 này đang có những cái màu trắng, màu đen, màu xanh Carbonside và màu xanh rêu. Chiếc xe này hiện tại đang có giá là 5.139.000.000 đồng, cực kỳ hot các bạn ạ. Không phải lúc nào chiếc xe này cũng có mặt ở đây đâu. Như vậy thì tôi vừa giới thiệu với các bạn về tất cả những cái dòng xe có thể giao ngay ở trong showroom của Mercedes-Benz Asako 46 Láng Hạ. Các bạn thấy đấy, toàn những cái dòng xe hot, toàn những cái dòng xe mà trước đây quý vị các bạn phải chờ rất là lâu. Chúng tôi luôn luôn có những chương trình khuyến mại đặc biệt trong dịp tháng 7 này. Đó là chương trình đặc biệt giảm giá cho những dòng xe C. Không chỉ những dòng xe C được nhập khẩu mà những dòng xe C lắp ráp cũng được khuyến mại rất là đặc biệt, có thể lên đến 50 triệu đồng. Ngoài ra những dòng GLC hay là E-Class, chúng tôi luôn luôn có chương trình khuyến mại có thể lên đến 60 hay 70 triệu đồng. Tùy vào thời điểm mà giá khuyến mại sẽ linh động. Ngoài ra thì Mercedes-Benz Việt Nam luôn luôn có những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đã từng sở hữu xe Mercedes hay là những khách hàng đang là bác sĩ, luật sư, phi công, nhà báo hay là người nổi tiếng thì sẽ luôn luôn được một mức giảm giá cực kỳ đặc biệt. Ngoài ra thì Mercedes-Benz Việt Nam còn tri ân với những khách hàng là nhân viên của các công ty hay tập đoàn lớn ở Việt Nam. Đó là có thể kể đến ví dụ như là về bên ngân hàng thì có những ngân hàng nổi tiếng ví dụ như là Vietcombank, này, Aribank, Viettinbank, Techcombank hoặc là VPBank và những ngân hàng khác nữa. Ngoài ra thì những cái công ty hay là doanh nghiệp đứng đầu của lĩnh vực đó thì đều được giảm giá khuyến mại đặc biệt. Ví dụ như là Masan chẳng hạn, nếu bạn là nhân viên của Masan thì sẽ được giảm giá ở mức ít nhất là 4%. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn lái thử hay là trải nghiệm xe thực tế, hãy gọi cho tôi theo số 0989 323 979. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy để lại cho tôi một like, một subscribe và hãy share video này giúp tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.